với tiết mục trình diễn độc tấu piano Boyle rất là đặc biệt. Tiếp theo là bạn Vũ Linh Đan với ca khúc Rolling the Deep, cực kỳ ấn tượng với giọng hát của bạn. Và tiếp theo là bạn cuối cùng là bạn Lương Hoàng Mỹ Linh với ca khúc Side to Side với phần vũ đạo cực kỳ sôi động. Và không biết là chúng ta dự đoán xem ai sẽ là người đạt giải ba của chúng ta. Xin chúc mừng bạn học viên xuất sắc đạt được giải ba của vòng chung kết Always Got Talent 2017. Bạn học viên mang số báo danh 07, bạn Trần Thái An với tiết mục độc tấu piano sẽ được giải ba chúng tôi và bạn bước lên phía trước ạ. Xin được phép mời lên sân khấu. Xin mời lên sân khấu ông Lưu Đăng Hùng, đại diện AO Việt Nam sẽ trao giải ba cho bạn đến từ xuất sắc của chúng tôi, bạn Trần Thái An với tiết mục Foily, tiết mục độc tấu piano. Vâng, với giải ba của chương trình thì bạn sẽ nhận được một học bổng trị giá 10 triệu đồng tại tất cả các trung tâm Anh ngữ AOA trên toàn quốc. Cảm ơn Lô Đăng Hùng và cảm ơn bạn Đăng rất nhiều. Đang ơi, chúng ta đứng ngay đây nha. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Và chúng ta còn lại hai cô gái rất là xinh xắn. Một trong hai cô gái này sẽ là quán quân của AOA Got Talent. Nhưng trước tiên, tôi sẽ xin phép được công bố giải Á quân. Chúng ta chỉ còn hai bạn nữ rồi ạ. Quý vị có hồi hộp không ạ? Hai bạn có hồi hộp không ạ? Không hồi hộp luôn hả? Vâng. Và xin chúc mừng Á quân Always Got Talent 2017, thí sinh mang tên Lương Hoàng Mỹ Linh, ca khúc Side to Side, Á quân Always Got Talent. Vâng, vậy có nghĩa là bạn Vũ Linh Đan với ca khúc Rolling the Deep sẽ là giặt giải quán quân chương trình hôm nay. Và xin được phép mời lên sân khấu ông John Bond và ông Nguyễn Tiện Minh, đại diện AOA, cùng trao giải Á quân và quán quân chương trình của chúng tôi. Xin chúc mừng các bạn hai tiết mục rất xuất sắc, một tiết mục rất hiện đại với ca khúc Side to Side, một tiết mục cực kỳ ấn tượng của bạn Linh Đan. Chúng tôi đặt giải quán quân với ca khúc Rolling the Deep. Và đây sẽ là hai bó hoa đầu tiên, hai bó hoa đầu tiên, và ông Nguyễn Đình Minh xin vui lòng trao giải quán quân cho bạn Nguyễn Linh Đan số báo danh 10. Và ông John Moore, Mr. John Moore, this is for our runner. Vâng, với giải Á quân, bạn học viên sẽ nhận được học bổng trị giá 20 triệu đồng tại trung tâm Anh ngữ AOA trên toàn quốc. Và giải quán quân là học bổng trị giá 30 triệu đồng.